đây là Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước các bạn, trên quốc lộ 14. Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Phần này là phần thứ 8. Mình quay từ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước các bạn. Mình thấy trên bảng đấy Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước thì có lẽ là xã. Mình quay về hướng, mình đi về hướng Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum gì đó các bạn. Đắk Long, Đắk Lắk, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Mình đi về hướng Tây Nguyên các bạn. Chú anh chị có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh các bạn. Đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều năng lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo. Vợ chồng mình chuyên về review các đoạn đường trên đất nước Việt Nam các bạn, nơi mà vợ chồng mình đi qua, quay lại và đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những chuyến đi mà vợ chồng mình đi qua. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube các bạn. Kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe. Kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Và bây giờ vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị cùng theo dõi hành trình của vợ chồng mình đi về hướng Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Đi từ Củ Chi, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh các bạn, về hướng Tây Nguyên. Còn đi đến đâu mình chưa biết, cứ tới đâu hay tới đó, cứ đi chạy nhông nhông trên đường, đi nào chán mình quanh về nhà. Đây là phần thứ 8 phải không? Từ Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước. Đây tới đâu à? Cũng Bình Phước chứ nè. Ở đây là thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Nó có thị trấn là thị trấn, xã là xã chứ. Vô khu dân cư. Xã đây xã, thị trấn. Đây khu gì đó? Khu phố, khu phố nè. Khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong. Ở đây là thị trấn Đức Phong các bạn. Của huyện Bù Đăng. Thì Đức Phong này là huyện lỵ của huyện Bù Đăng, thị trấn Đức Phong, thị khu, khu Đức Thiện, nó là khu khu phố. Còn chỗ thì khác. Đây là khu Đức Lập. Đây, quốc lộ 14 đi ngang thị trấn Đức Phong. Chưa đi ngang đây là nghe lạ. Thị trấn Đức Phong. Lần đầu mình nghe tên mà đi qua đây. Khu phố Đức Lập, đâu có tới Đức Lập. Ở đây là Đức Phong, Đức Lập cũng như người ta. Anh đang kia được nửa cây số. Đang trung xã. Đang đổ dốc. Xuống thị trấn. Có còn lương thì nó an toàn hơn.
xuống rồi lên rồi quanh cua, heo qua heo lại, đường rất là đẹp, bông hoa vẫn còn treo, vẫn còn tháng giêng mà, nên tối vẫn còn đốt đèn, vẫn còn xuân. Tháng giêng là tháng ăn chay. Thị trấn Đức Phong. Chợ Bù Đăng không? Chợ Bù Đăng. À, bên phải là chợ Bù Đăng ở thị trấn Đức Phong. Cầu Bù Đăng. Chợ Bù Đăng. Chợ Bù Đăng ở cầu Bù Đăng ở huyện Bù Đăng, thị trấn Đức Phong. Song song với đường quốc lộ 1 thì nó chạy ngoài biển, nó chạy trên núi, cũng đi ra hướng Nam Bắc. Đây là hết rồi, khu dân cư được chạy 80. Lên số 3, số 4 lên không nổi. Điều trái và không điều. Dân thì chỉ có quyền sử dụng thôi, còn tất cả đất là của nhà nước hết, tài sản quốc gia hết, nhân dân chỉ có được quyền sử dụng. Bên trái của cái chùa, chùa Đăng Pháp, hết 60 được chạy 80. Rít cắn cũng có chỗ chữa bệnh. Chữa rít cắn. Vậy ở đây rít nhiều hay sao mà tao phải chữa rít cắn? Bữa hổm đang ngủ con rít nó chui từ ở dưới quần nó chui lên áo, chui vòng vòng trong lưng, nằm lăn qua lăn lại tưởng nó con giác, ai về đứng gỏi áo ra con rít nó chui vào bự chà bá. Đây có chữa rít cắn. Đây bán gì đây? Trạm dừng chân.
độc má. Kim xăng dầu Hoàng Kim cảnh đẹp không? Đồi núi chập trùng, tính ra cái đường này nó không có vắng, mình sợ đường vắng, đường này đi đêm được không sao hết. Sợ là cái đường vắng không có người, dám đi đêm. Được có người mà đi đêm được. Đặc biệt ở đây là không có đèn đường, đi đêm là tối thui. Có chỗ có thì thị trắng, thị trắng với khu vực dân cư đông á, mà có trung tâm xã đó, trung tâm huyện rồi có. Còn đường bình thường là không có đèn, như trước là có hàng đèn. Còn tối có cháy hay không thì không biết. Có là đường đèn. Không, cái này không có năng lượng. Cái này điện. Này điện luôn. Đức Phong 60 quay lại đưa lên mạng để sau này vợ chồng mình lớn tuổi đi không nổi mà lái xe hết được thì mình lấy ra mình coi. Già đi không được lấy ra mình coi, coi đỡ buồn, coi cái hồi mà gần già mình đi, giờ là cũng u 60 rồi. Nằm u 60, 53 tuổi u 60, có lẽ mình chạy được chừng 10 năm nữa hết chạy nổi. Nếu mà không bệnh đau gì thì chừng 10 năm đó chắc chạy hết nổi. Giờ là được 80. Tay trái của anh là Lập Sơn, Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước. Vậy là huyện Thọ Sơn, Bù Đăng. Để Thọ Sơn là huyện xã. Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng. Để Thọ Sơn, Bù Đăng. Chưa qua đất năm, nhưng mà ở đây nhỏ lớn cũng chưa đặt chân tới đâu bao giờ. Đây đi đầu tiên. Chưa đặt chân tới con đường này luôn, đi thử đường của nhiều nước làm, mình có quyền mình đi, đi thoải mái. Chỉ đóng phí, hồi nãy đóng phí 35.000 không, đi đoạn cái đóng 35. Cầu cầu Phú Cường 10.000. Ba bốn trạm rồi. Trạm bốn trạm nó nhiều tiền quá. Từ Sài Gòn đến đây bốn trạm, trạm cầu Bình, cầu Phú Cường 15.000, cầu 10.000. Rồi tới cái kia kia 15.000, rồi tới cái 35.000, những cái kia thì nhiều quá. Để hồi nghỉ coi lại cái thẻ iPad còn tiền để qua trạm. Bữa đó nạp thêm 500.000 đi nhông nhông biết còn không. Là 2 lần 500.
bữa đi Vũng Tàu thì trạm thu phí bỏ hết rồi, cầu Đồng Nai với ba trạm trên quốc lộ 51 đều bỏ hết rồi. Nó tiện cái là cái thẻ này mình không có dừng, chạy qua luôn, vèo vèo. Có trạm chạy gần tới luôn, nó cũng chưa vừa dở cổng mà mình phải dừng lại. Nói chung là đường này không bao giờ chạy quá 60, cứ từ từ chạy ngắm cảnh. Mình đâu có đi đâu mà vội. Ai đi vội thì mình nhường cho người ta đi trước. Ở đây hai cái nước nhà nghiêng nghiêng không à, bởi cái đường nó dốc, các nhà nghiêng nghiêng, đất mình cao mình thấp, mình cao mình thấp nên cái nhà dòm cảm giác nó nghiêng nghiêng. Có tại cái đường. Cái đường. Nhà cắt làm. Nhà cắt lúc nào cũng lấy mực nước là thẳng, nhưng miếng đất thì nó không có thẳng được, nó nghiêng. Nên tường bên đây xây nhiều, tường bên kia xây ít. Bên cao bên thấp. Tường riêng với đường đều. Số 61 Bình Dương. Cô Su là điều sầu riêng đó, điều quá là ta đi quen với mình đó, ở đây. Đâu cũng đều do mà sầu riêng đều. Đây không thấy cầu su, thấy trồng gian trái. Ít cầu su hơn. Trồng điều nhiều hơn. Đất khô queo mà điều vẫn lên bình thường. Sạt lở nguy hiểm lắm. Ở gần biển cũng nguy hiểm nữa. Tới mùa bão sóng cũng dữ lắm. Hết tốc độ 60 mình được chạy 80. Nhưng mình cũng chạy 60 thôi. Có gì đâu gấp. Chừng nào qua Bình Phước mình vô trạm dừng chân một ngày. Ồ qua cái gì? Đắk Nông chứ. Chạy thử coi chừng nào tới Đắk Nông. Chạy hoài cũng tới à. Đắk Nông rồi không biết qua tới cái gì nữa mình không biết. Tới đâu hay tới đó. Chị Google cho đi đâu thì mình đi đó. Cứ theo quốc lộ 14 mình chạy miết. Không biết quốc lộ 14 này có lên tới Cục Tâm không, không biết. Không có, mình đi đường quốc lộ khác. Từ quốc lộ này 14 này rộng, nó 4 làn xe, rộng mênh mông. Với lại dân cư hai bên đường nó nhiều. Lỡ xe cộ có trục trặc hư hao gì cũng có chỗ nghỉ. Đi trên đường mình không có nói trước được chuyện gì về xe cộ. Xe đi qua 8 năm, đi 100 mấy chục ngàn cây số. Thì vấn đề hư hao hay gì mình không có biết trước được. Đây xã Thọ Sơn. Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước để Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước. 60, cái 60 này vừa chạy. Đèo dốc 60 này vừa. Đường rất là rộng. Ủa ấm nhà nước, cô bé có thời gian. Đi dây nước vô vườn nữa rồi tưới cây tự động, rồi lắp dây nước tưới tự động rồi. Chợ Thọ Sơn A, B nằm đâu? Phải biết thấy trước chợ mình quanh chợ. Chợ gì mua? Lạ lạ. Cái bảng mà gần chợ em nhắc tới gần chợ, quanh chợ. Ừ, cảnh đẹp bên trái. Bên trái cảnh đẹp cực kỳ, mình đang ở trên cao, bên trái mình là dưới sâu. Cảnh hùng vĩ bao la. Chắc giờ 9 giờ mấy, 10 giờ mà sương mù đầy đặc ở dưới.
trời đây nắng chang chang, phía dưới mình thấy sương mù không? Mình đang ở trên cao, lá bên trái. Bự bự bự. Thấy lá trầu, lá trầu với lá mồng tơi bự bằng cái quạt. Lá mồng tơi bự bằng trang giấy. Không có ai ăn hết để lên. Tốt, bự bằng trang giấy. Xách xe đi chơi vòng vòng nhà không ai ăn uống vậy. Thì mình trồng tiêu đất cũng tốt. Đất mà tới sáng tới chiều quá. Hấp đất tốt. Thì mình cắt xi măng rồi còn cứ cái gì thấy mình trồng lên. Tới mát. Dưới còn mù sương, đây nắng chang chang, phía dưới sương mù đầy đặc luôn. Đây dừng xe nguy hiểm á. Để nguyên đóng cái đít lại làm mấy được rồi. Xe ra để Bình Phát.
nhớ đi thấy cái bản chợ không, vô chợ của đoạn chợ nào cũng ghé đẹp ghê không? Nào về ghé ngang xin vài trái làm giống, hoặc là qua ra ngoài chỗ mà ôm cái giống ta bán điều đỏ không bán đâu, chắc ăn bằng điều này nó nói xạo không. Đi bữa mua cái bự bự năm đôi trồng cũng cây cho bá mà không có trái, bởi mình không có biết chăm sóc là toàn bự. Cái bữa nào lên bà vẫn còn hỏi làm sao mà có trái tốt quá mình cho có trái sầu riêng bự đường quanh quanh uốn lượn hai bên đây cầu su không hết đều bên trái vẫn còn đều vẫn còn đều mà có cầu su nhiều, bên đây thấy cầu su nhiều hơn đều. Số 3 mà leo róc mái luôn. Phú Sơn. Phú Sơn dốc cao. Phú Sơn. Phải trả về số 2. Ấp Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tỉnh Bình Phước. Ấp Phú Sơn, xã Phú Sơn. Này trầu hay gì? Tiêu. Tiêu, sợ.
thôn Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đây tuyến đường này có gắn mất thằng nhiều lắm. Bự là nó mất thằng dưới đây, trên đó cũng mất thằng, đo tốc độ xe camera 360. Đây có cái chợ gì để coi cái chợ gì đó. Bên phải thấy có cái chợ này biết chợ là lạ, thấy có cái bảng hiệu chợ chắc hết luôn qua đây hết chợ đâu có cái bảng hiệu để chợ. Đó tại Phú Sơn, ấp Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thấy cái bảng để đến chợ. Rồi hết chợ rồi, chỉ cái khum đông đông đó là chợ. Chợ vô trong đường đông. Thích ghé chợ kiếm cái gì lạ lạ mua. Qua bên Đắk Nông đồi núi nó nhiều, đi đường đêm không có được. Qua Đắk Nông Đắk Lắk đồ là đi ban ngày chứ không dám đi ban đêm, vắng đường vắng rồi đồi núi nhiều. Xe làm gì mà mở đèn sáng trưng. À, xe tập lái. Cái view này giờ không có chợ, mình chạy vô cái view này nó lúng không biết đó, mình chạy cái view rồi nhích miếng nữa đi luôn dưới kia. Rồi. Ở đây là Phú Sơn, Bù Đăng, Bình Phước rồi. Mình xin kết thúc video tại đây, cảnh rất là đẹp rồi.